Chào mừng anh em đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Hôm nay là một video về Organ Cutman K200. Nên khi nhận được đơn hàng này về Tân Phú, mình đã không thể bỏ lỡ mà quay ngay video này gửi đến cho các bạn. Gần đây, đội ngũ công ty Minh Phụng nhận được rất nhiều yêu cầu của người xem quan tâm về mẫu Organ dành cho người mới chơi, giá chưa đến 5 triệu. Thì đây là video dành cho bạn. Lên đường giao K200 đến với bạn nữ xinh xắn tại Tân Phú nhé. Đường phố với những tuyến đường đông đúc xe cộ qua lại, phía hai bên là những hàng cây xanh, đường phố đông nhưng dòng xe lưu thông vô cùng dễ dàng. Đến nơi rồi, hãy theo chân tụi mình đem đàn lên lầu nhé. Đàn có thiết kế gọn, nhẹ, dễ dàng mang vác di chuyển mọi nơi trong nhà với trọng lượng chỉ 5kg. Nào, khám phá bên trong thùng cây Organ này có những gì nhé. Trong thùng gồm có thân đàn, giá để sách, sách hướng dẫn và nguồn. Khi mua đàn, quà tặng theo đàn chính là chân đàn, bao đàn và jack phone. Với mức giá 4 triệu đồng, bạn đã sở hữu một cây Organ đầy đủ những tính năng tiện lợi cho người mới. Hãy khám phá cùng mình nào. K200 sở hữu màn hình to, hiển thị rõ nét cùng bàn phím cảm ứng lực đánh tùy chỉnh theo lực bấm của người chơi và 64 âm polyphony, thư viện âm nhạc khổng lồ với 390 voice nhạc cụ cùng 100 điệu nhạc, khả năng kết nối USB tiên tiến để đưa những bản nhạc hay từ USB đến K200 để người chơi tập đánh theo những bài nhạc được cài sẵn. Đàn cung cấp nhiều chức năng dễ tiếp thu như metronome, đếm nhịp trộn tiếng với double voice và transpose tăng giảm tông. Đặc biệt nhất chính là giá tiền dễ tiếp cận với đa số các bạn sinh viên từng bước khám phá vẻ đẹp của âm nhạc. Đến lúc chúng mình thử đàn rồi, ngoài những tính năng hiện đại trong tầm giá 4 triệu đồng, K200 còn có chế độ bảo hành vô cùng hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Có thể xem rằng K200 là mẫu keyboard vô cùng khác biệt. Khi đã chơi nhạc trên K200 thì các bạn chắc chắn sẽ muốn sở hữu ngay một em. Và nếu cần thêm thông tin về mẫu Organ đặc biệt này, các bạn hãy liên hệ hotline 0919768606. À, đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ chúng mình đi nào. Xin chào và hẹn gặp lại.